Tiếp tục thước phim thứ hai nào các bạn. Tôi bấm vào vị trí số 2 này. Chúng ta bấm record. Và giờ tôi sẽ zoom xa ra. Shift S. Các bạn chuột phải. S tiếp. Tôi nhìn thấy toàn bộ khu đảo thì thôi. Tôi xoay ra đây. Shift Q. Khá đẹp rồi. Tôi shift D qua bên này. Tôi bỏ tay ra, ở đây tôi chụp tấm đầu tiên. Tôi nhấn phím D qua bên này. Xin lỗi các bạn, chúng ta nhấn phím A. Nhấn shift cho chạy nhanh hơn. Tới vị trí này rồi, chúng ta chụp tấm thứ hai. Và giờ tôi xoay chuột phải. Nhấn phím E xuống. Các bạn có thể nhấn thêm phím shift cho nhanh. Tôi thì nhấn phím E mà thôi. Các bạn kết hợp phím chuột phải để xoay. Sao cho phối cảnh tương đối đẹp và ưng ý. Quá đẹp rồi, tôi đẩy qua bên phím A một chút. Và chụp tấm thứ ba. Bây giờ tôi nhấn phím S zoom xa ra một chút xíu nữa. Lấy toàn cảnh. Tôi đồng ý vị trí này và chụp tấm thứ tư. Kết thúc đoạn phim này rất nhanh phải không nào? Đoạn này chúng ta sẽ cùng nhau ốp lại hiệu ứng sân. Để nhanh vào nối tiếp đoạn video trước, tôi qua bên này, copy hiệu ứng sân của nó. Tôi bấm vào hiệu ứng sân. Edit. Copy. Và qua này dán vào. Và đương nhiên rằng những cây frame này tôi sẽ không dùng. Vậy là ok, chúng ta đã xóa hết keyframe rồi. Hiệu ứng thứ hai chúng ta sử dụng Bone Ray. Và cũng copy tương tự. Rất nhanh. Tôi copy và dán. Hiệu ứng này chúng ta sẽ để nguyên keyframe. Và bây giờ tôi play lại. Tôi nghĩ rằng đoạn phim này cũng tương đối ổn rồi. Nhưng các bạn hãy để ý, có một điều không ổn ở đây. Đó là khoảng này, tiếp giáp khá mạnh. Tôi tạm dừng và bấm vào Edit Clip. Tôi kiểm tra lại. Vị trí này ok, đây ok. Nhưng chuyển từ hai vị trí này thì có lẽ còn hơi cứng. Tôi bấm vào đây và nhấn phím S xa chút. Chúng ta nhấn phím E. Thế này thì dễ chịu hơn. Và tôi chọn vào đây, bấm Update. Vị trí này thì ok rồi, tôi có thể xoay được một chút. Và update lại. Tôi đồng ý và kiểm tra lại lần cuối. Có vẻ dễ chịu hơn một chút. À, tôi đồng ý và kết thúc video thứ hai.